Chào mừng đến với bài học nguyên lý hoạt động của pin trong laptop Dell 3558 của chăm sóc laptop Sau bài học này bạn có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của pin, à, những cái lỗi thường gặp, gặp những kinh nghiệm sửa chữa thực tế để giúp chúng ta áp dụng vào việc sửa chữa một cách là nhanh chóng và hiệu quả nhất. Sau đây xin mời các bạn đi vào phần nội dung chi tiết. À, đây là hình dạng của một chiếc máy Dell 3558 và đây là cục pin của máy ha. À, hiện tại đây là cục pin 40W, à, điện áp là 14.8V. À, chúng ta về cái sơ đồ mạch và về rất các sạc pin. À, chúng ta mở sơ đồ mạch lên vì chúng ta về trang số 2 thì chúng ta thấy cái khối sạc pin này nó ở trang 44 CG, trang 44 chúng ta gõ trang 44 thì đây là IC sạc và phía trên này sẽ là có một cái rắc gắn pin à, một cái trạm mang tên là battery connector à, sau đây chúng ta thi vào phân tích những cái chân chức năng của cái cục pin này uhm, chúng ta thấy chân 9, chân 10 và là chân 1, 2 là những chân mát Chân 7, chân 8 là cái chân nguồn dương của pin Mati là battery cộng ha. Chân à, chân 6, chân 5. Chân 6, chân 5 là hai cái chân là chân data clock. Hai chân này nó sẽ giao tiếp về từ cục pin về cho IO. Báo thông tin về cho IO biết được là thông tin à, của cái cục pin này là gì. Cần F Enter. Chúng ta về xem thứ về chân nào của IO. À thì nó về chân 70. Về chân 70 và 69 của IO đồng thời nó đi về hai chân của IC sạc chân chính và chân số 8 của IC sạc thì nó vừa thông báo vừa cho IO vừa thông báo về chị IC sạc biết là à, thông số kỹ thuật của cục pin này là gì à, điện áp là bao nhiêu volt cường độ dòng điện là bao nhiêu mbe và có cần cho phép để sạc hay không à, thì cái chuỗi enter thì chúng ta thấy này ở đây là nó được treo áp là 33 s kbc và cục pin à, nó vừa báo về cho IC sạc là bq hai bốn và nó vừa báo về cho IO NBCE 285B và được cho áp 3, 3. À chúng ta lưu ý là khi cái điện áp này nó bị mất thì dẫn lấy cái dữ liệu nó cũng bị mất theo. Hoặc cái cái đường này những cái điện trở nó bị đứt thì giảm lý là cái dữ liệu nó cũng bị mất. À chúng ta lưu ý để việc sửa chữa nha. À, một cái chân tiếp theo chúng ta rất là quan trọng đó là chân số 4, ở chân này một tên là battery in thăng thì chân này là cái chân nhận dạng gắn pin vào hay chưa. Ban đầu chân này ở mức cao là 3.3. Khi chúng ta gắn pin vào rồi thì cái chân này sẽ đảo trạng thái là về thấp ngay lập tức và chân này nó có báo về IO. cho F enter, chúng ta thấy nó báo về IO ở chân 80. Và lúc này IO nhận biết được là máy đã gắn pin vào. À, chúng ta bôi đen enter thì chúng ta thấy nó là được treo áp 3.3x Là ban đầu khi chưa gắn pin thì trang này có mức áp cao là 3.3. Nhưng khi mà gắn pin vào thì trang này nó sẽ thấp và báo về IO ở chân 80. À, đây là nguyên lý của những cái trang chức năng trong cục pin. Ở trên gần cái rắc gắn pin này người ta đặt cái hệ thống diode lọc nhiễu rất là hay. À, phân tích rất là hay. À, và trên cái ba cái đường này data clock và cái chân là nhận dạng pin gắn vào hay chưa người ta đặt luôn ba cái diode này. Và chúng ta bắt đầu sẽ phân tích nhiệm vụ của ba diode này để nó lọc nhiễu xung âm và nó lọc nhiễu xung dương theo nguyên lý như thế nào. À, trường hợp đối với máy này khi chúng ta gắn pin vào chân uh, data clock hoặc là chân nhận dạng pin này thì nó sẽ sinh ra cái xung âm hoặc xung dương, nghĩa là cái nhiễu gây xung á giống như chúng ta hình dung là khi chúng ta gắn cái ổ cắm vào cái gắn cái phích cắm vào ổ điện và nó sẽ tạo ra những cái tia lửa điện và nó lóe sáng lên thì đó là những cái nhiễu gây sung à, vậy thì nhận xuất người ta đặt ở những cái vị trí ở cái chân data clock và chân nhận nhận dạng cái pin này những cái điếu đôi như thế này mục tiêu à, mục đích là để loại bỏ cái sung xoay chiều là sung nhiễu gây sung bao gồm cả là sung dương và cả sung âm À, chúng ta bắt đầu phân tích các trường hợp thứ nhất là lọc nhiễu xung âm. À, nghĩa là ban đầu cái chân số 1 này có điện khi chưa gắn pin thì chân số 1 lại có điện áp là 3A. Chúng ta vừa gắn một pin vào, nếu nó có tạo ra nhiễu xung âm, à, nhiễu xung âm thì nó làm cho cái chân số 1 này nó cũng là cái điện áp âm có thể thấp hơn 0V. Và lúc này bên trái bên bên chân số 2 của nó là điện áp là 0V. Đây là lỗ đơn. Chân số 2 là 0V, chân số 1 là điện áp âm. Mà đây là phân cực 0.1 lúc này con diode này dẫn ngay và nó sẽ đổ cái điện áp từ không sang âm và nó triệt tiêu cái điện áp xung xoay chiều này xung âm này xuống ngay à, đó là cái quy trình nó loại bỏ cái xung xung âm à, tiếp theo chúng ta đi cái trường hợp thứ hai là loại bỏ cái xung dương thì như thế nào à, ban đầu khi chưa gắn pin thì chúng thấy chân số 3 này được nối với điện áp ba ba và chân số 1 này đang cũng là điện áp ba ba à, khi chúng ta gắn pin vào Ví dụ nó tạo ra một cái xung dương nó có biên độ cao hơn 3 3 Nghĩa là bây giờ 3 3 cộng ví dụ là 0.1V tạo ra 3 4 chẳng hạn Lúc này cái chân số 1 nó là 3 4 Vì nó được cộng thêm khoảng 0.1V là do cái điện áp xung dương à, cái xung dương Lúc này thì trang số 1 có điện áp là 3 4 Trang số 3 có điện áp là 3, /3. Thì lúc này cái điện này nó phân cực và nó dẫn ngay và nó đuổi dòng từ anode sang cathode Và nó đi qua đây nó triệt tiêu toàn bộ cái xung dương thì đây là một cơ chế rất là hay mà nhận xuất người thay đặt vào ở đây những cái đôi để nó loại bỏ cái điện áp sung dương và sung âm khi nếu mà khi mà chúng ta gắn pin vào nếu mà nó có tạo ra sung dương hay sung âm thì nó điều trị tiêu hết theo nguyên lý chúng ta vừa giải thích thì ở đây nó có ba con à, băng diode nó sẽ loại loại bỏ sung âm và sung dương cho chân data clock và chân nhân dẫn đã gắn pin hay chưa à, À, đây là có một cái nghiệm sửa chữa thì một số trường hợp là con diode này nó lỗi và nó làm cho có thể là không nhận pin và cái dữ liệu trên cái đây nó bị bị sai và nó làm cho là máy lúc nhận pin lúc không thì chúng ta có thể gỡ bỏ ba con diode này để chúng ta kiểm tra và chúng ta có thể hoàn toàn bỏ nó ra ngoài luôn cũng được à, nếu các anh nào kỹ thì có thể xả bỏ thử nếu mà nó ok thì chúng ta à, tìm được con diode à, ở trong mainboard khác chúng ta gắn qua còn nếu mà một số anh lười thì có thể bỏ ba con diode này cũng được trong máy này thì chúng ta không còn thấy cái chân cho phép sạc pin nữa mà cái việc là sạc pin này nhận dạng pin và điều khiển áp sạc dòng sạc đều được xử lý thông qua hai đường data clock và hai chân này đi về chân 69 và 70 của io ở dưới dạng số và cái chân này được chuyển đổi ở dưới hai chiều là đưa dữ liệu đi và nhận dữ liệu về chúng ta cần số f enter đây nó vừa đi về pin vừa đi về IC sạc vừa đi về io và dữ liệu này là hai chiều enter về chân 6970 của IO. À, đối với những máy trước ấy, thì thì IO nó sẽ ra một cái lệnh cao hoặc thấp nó sẽ cho phép IC sạc hoạt động. À, trong máy này thì dữ liệu nó sẽ từ IO nó sẽ chuyển về IC sạc. IC sạc sẽ xử lý và cho phép sạc pin. À, giả sử chúng ta giả sử cục pin này là 11 V 11 V1. Thì đối với máy này thì có thể dùng là pin là 3 cell là 11 V1 hoặc là 4 cell là 14 V8. À, trường hợp nó nhận dẫn pin mà nó có điện áp thấp hơn 100 phần trăm thì IO nó sẽ ra lệnh cho sạc pin à, đồng thời nếu mà nó nhận dạng được cái điện áp của pin này nó còn thấp hơn áp chuẩn à, giả sử của pin này là 11,1V mà lúc này sau 6-7 tháng mà không xài điện áp nó còn khoảng 7V thì tiếp theo là IO nó sẽ ra một cái chủ dữ liệu nó cho phép IC sạc để điều khiển cái điện áp ra cho phù hợp nghĩa là giai đoạn đây là giai đoạn nó sẽ nâng áp từ 7V lên 11V1 cho đúng bằng áp chuẩn của cục pin sau khi nó nâng đủ áp chuẩn rồi bắt đầu nó sẽ đưa ra giai đoạn thứ hai là giai đoạn nâng áp nghĩa là ai xin lỗi các anh sau khi mà điện áp đã nâng lên đủ điện áp chuẩn là 11,1V rồi thì cơ chế thứ hai sẽ đưa ra cái giai đoạn nâng dòng nghĩa là bây giờ nó mới đưa ra cái cường độ dòng điện rất là cao để nạp vào pin à, lúc đầu khi mà giai đoạn nâng áp thì cái cường độ dòng điện rất là thấp tại vì lúc này pin nó đang cần kiệt điện tích mà chúng ta đưa dòng vào rất cao thì nó sẽ làm hư pin ngay khi à, điện áp sạc lúc này thì nó sẽ bằng điện áp của pin cộng với 12,15% điện áp hiện tại trong pin nghĩa là gì à, khi mà chúng ta sạc pin vào thì cái điện áp hiện tại của dây này nó sẽ bằng cái điện áp hiện tại của pin cộng với 12,15% à, lúc này điện áp sạc của nó bằng điện áp của pin cộng với 12,15% điện áp hiện tại trong pin à, ví dụ khi điện áp của pin khi nó còn 7V thì hiện tại là 7V nhân 1,125V bằng 7,8V thì đây chúng ta đo được tại cuộn dây à, đo được tại cuộn dây bl 4401 à, và nếu mà nó đã điều khiển được áp sạc lên bàn áp chuẩn rồi và lúc này nó sạc vào pin thì điện áp chúng ta đo được tại cuộn dây là 11,1V nhân cho 1,125V bằng 12,15, 12,5V và chúng ta đo được ở cuộn dây này là cái điện áp như vậy thì đây là cơ chế chung cho tất cả các dòng máy từ dòng thấp đến dòng cao sau này À, chúng ta nhìn trên hình ảnh thì đây là một cái đồng hồ nó báo mấy cái cường độ dòng điện à, của cái máy tính và đây là điện áp là 19V à, khi mà chúng ta pin nó đang cần kiện điện tích mà lúc 0% thì lúc này cường độ dòng điện của nó rất là thấp nhìn đồng hồ ở đây khoảng 0.2A lúc này là nó đang đang chế độ năng áp nghĩa là lúc này cường độ điện chỉ 0.2A thôi à, vì máy nó đang trong giai đoạn là năng áp để cho nó đủ vàng áp chuẩn khi mà áp chuẩn nó đủ thì nó sẽ chuyển từ 0% lên 1% lúc này thì cái cường độ dòng điện này nó tăng từ 0.2 lên khoảng là 2 đến 3 A tùy theo máy thì lúc này là bắt đầu cái chế độ cường độ dòng điện nó đang nạp vào pin cho đến khi đầy à, và khi mà pin nó đầy á khi mà pin nó đầy thì nó không còn dòng đổ ở đây nữa và lúc này cường độ dòng điện qua đây là 0 A và lúc này chúng ta thấy cái đồng hồ dòng á cái đồng hồ dòng này nó nó sẽ giảm xuống lại và có thể là nó về rất là thấp tại vì là nó không còn sạc pin nữa mà nó chỉ còn lấy cái điện này nuôi cho 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 máy thôi à, chúng ta cũng biết là khi mà pin nó đầy thì nó sẽ không sạc nữa và lúc này cường độ dòng điện đủ qua cuộn dây sạc pin lúc này là không ampe và cái dòng này nó vẫn còn là cái dòng này là cái dòng nó nuôi toàn bộ máy còn cái ngưng cái 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 dòng mà sạc vào pin thì nó đã ngưng rồi vì nó thấy pin đã đầy à, và chúng ta nhìn trên sơ đồ thì đây là một con IC sạc và nó điều khiển cặp phết sạc và thông qua cuộn dây BL4401 và qua một cái điện trở BR4416 và đưa điện áp vào pin À, điện áp phòng pin và nó được đứng sẵn ở con phép BU4403 này ở chân 5678 là chân D à, và cái điện áp nó là khoảng là 14,8V à, khi mà chúng ta gắn adapter thì cái chân à, AD cộng này nó có điện áp là 19V nó làm cho con phép này ngưng dẫn ngay vì đây là một phép thuận nó có cực G lớn hơn cực S khi chúng ta vừa rút adapter ra ngay lập tức thì cực G này là cái chân AD cộng này là 19V này bị mất đi thì cực G lúc này về bằng 0V và cực S đang là 14,8V đi qua diode này là cực S 14,8V. Lúc này G nhỏ G S thì cũng phép này dẫn ngay và chuyển nguồn từ à, chân 5, 6, 7, 8 này qua chân 1, 2, 3 và đấu tên thành DC bass out à, thế vào cái vị trí của cái nguồn từ adapter và cấp nguồn cho toàn bộ máy thì đây là nguyên lý hoạt động của cái mạch à, mạch pin à, thì trong máy này nó có những cái lỗi thường gặp nào chúng ta cần phải kiểm tra và để ý thì à, vì con phép pin này nó luôn đóng mở liên tục nên nó cũng rất là dễ bị lỗi nó sẽ rơi vào trạng thái một số trường hợp là chúng ta có thể là không cho nguồn cấp cho pin hoặc nó có lúc có nguồn cấp cho pin có lúc không có nguồn cấp cho pin thì chúng ta có thể kiểm tra và thay thử con con phép này trường hợp thứ hai những cái lỗi liên quan là những cái tụ này thông thường là cái rắc căng pin nó nằm nó nằm ở phía ngoài và người dùng hay là thao tác với cục pin tháo ra gắn vào thì cái dàn tụ ở trên ngay cái rắc gắn pin này nó cũng nó bị dễ bị rỉ và dễ bị oxy hóa thì một vài cái tụ này nó rỉ nó oxy hóa nó dẫn đến là cái sự hoạt động của pin nó cũng không ổn định nên chúng ta sẽ kiểm tra một vài cái tụ này nó bị rỉ thì nó dẫn đến là pin này nó sẽ không ổn định à, chúng ta lưu ý ha rồi đối với pin à, đối với dòng đeo thì còn một số trường hợp nữa xảy ra đây là kinh nghiệm sửa chữa thì chúng ta cần lưu ý à, ở đây nó có một con điện trở à, là nó nhận dẫn cái dòng điện đổ vào đi vào cục pin là bao nhiêu ampere khi sạc pin thì một số trường hợp như này con điện trở nữa này nè BR4421, BR4420 này, à, nó bị sai chỉ số. Bình thường nó đang là 10 ohm, nhưng bây giờ nó sẽ tăng lên 15 hoặc 20 ohm. thì cái điện, cái thông tin từ con điện trở này nó nhận dạng từ cái cùng điện trở gánh này nó nhận dạng và nó đưa về đây sẽ bị sai. Thông thường thông tin ở đây nó sẽ đi về, nó sẽ sự lấy sự sụt áp trên con điện trở này, nghĩa là cư độ dòng điện đi qua con điện trở này sẽ mất đi một mức áp nào đó. thì à, ví dụ 14,8V nó qua đây nó mất đi một cái áp khoảng là 0.01V chẳng hạn thì nó lấy chỉ sai số khi mà cái dòng điện đổ qua con điện trở này và đi vào đây và nó nhân lên 20 lần và nó sẽ so sánh à, vì và cái điện trở này nó tăng thì số từ 10 ôm lên 15 hoặc 20 ôm thì cái dữ liệu trên đường này về đèn nó sẽ bị sai lệch sẽ lệch dẫn đến là cái thông tin nó đưa ra bị sai có thể là cho sạc pin hoặc không cho sạc pin đấy thì ở đây có một kinh nghiệm sửa chữa các chúng ta lưu ý à, khi mà thông tin từ công điện trợ gánh BR4416 này nó báo về ở trang 13 và 12 của IC sạc thì, thì ở đây nó có những con trở hay là những tụ này tụ này mà bị rỉ hoặc trở này bị sai chỉ số dẫn đến thông tin đưa về đây sẽ bị sai ngay lập tức và dẫn đến có thể là cho sạc pin hay không hoặc có thể lúc sạc lúc không hoặc là chập chờn không ổn định thì đây là kinh nghiệm sửa chữa mà chúng ta phải ghi lại để chúng ta áp việc sửa chữa à, cái chúng ta cần chú ý thứ hai là cái chân data clock này là cái chân này chuyển dữ liệu dưới dạng số à, thì chân data là cái chân số số 5 và chân số 6 là cái chân cung cấp xung nhịp và trên cái đường này luôn có một con điện trở à, là treo áp trên đường này có luôn có một điện trở treo áp và cái điện trở này nó mất thì dẫn đến cái dữ liệu cũng bị gián đoạn và lúc này có thể là nhận pin hoặc không nhận dạng được pin à, thì có những trường hợp không nhận pin thì chúng ta nên kiểm tra cái đường này à, kiểm tra thử điện áp nền này, này có hay chưa À, nếu mà đã đủ rồi chúng ta cần nạp BIOS để kiểm tra. Đó là những cái bước mà chúng ta cần phải kiểm tra để áp dụng một việc sửa chữa ha. Một kinh nghiệm tiếp theo thì uh, pin thì có những cái pin cái kích thước và hình dạng nó gần như giống nhau nhưng mà công suất nó sẽ khác nhau hoặc nó sẽ không dùng được cho nhau. Cái trường hợp thứ hai nữa là con ROM trong cái cục pin đó nó bị sai chỉ số hoặc là cái 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 thông tin trong ROM nó bị sai dẫn đến cái chúng ta có thể gắn cục pin vào trong máy được nhưng có thể nhận pin hoặc không nhận pin hoặc có thể cho sạc pin hay không. À, thì cái đây trường hợp này là chúng ta gặp rất là nhiều trong cái dòng đeo à, nó sẽ lộn giữa ba ba năm năm tám giữa cái dòng đeo pin uh, mà pin pin thường và pin zin thì tuyệt đối đối với dòng đinh đeo ba năm và ba chúng ta phải dùng pin zin của nó thì mới dùng được nha các bạn chúng ta lưu ý à, vâng đến đây thì chăm sóc laptop đã chia sẻ xong cho các bạn hiểu được nguyên lý hoạt động của khối pin à, những cái lỗi thường gặp và việc áp dụng và việc sửa chữa trước khi kết thúc bài học hôm nay chúng ta cùng ôn lại một số nội dung chính sau À, thứ nhất là cái cục cái, cái, pin chúng ta nó gồm khoảng những cái chân chức năng nó quan trọng nó gồm có là chân dương chân âm à, chân data lóc và cái chân nhận dạng pin chân nhận dạng pin lúc đầu là nó có điện áp ba ba khi chúng ta gắn pin vào chân này sẽ đảo trạng thái xuống thấp vừa báo vừa về io vừa báo về cho ic sạc biết là đã gắn pin và ở mức thấp à, chúng ta lưu ý thì trên này nó có trên ba cái đường này nó luôn có gắn ba con diode và nó lọc nhiễu xung âm và xung dương thì chúng ta có thể xả bỏ trong trường hợp cần thiết để chúng ta kiểm tra và thử. À và những dòng sạc liên quan tới bằng pin và nhận dạng pin sạc pin thì nó liên quan đến BIOS rất nhiều nên khi sửa chữa chúng ta cần kiểm tra và nạp BIOS để thử. Và lưu ý tiếp theo nữa là pin nó có rất nhiều loại hình dáng kích thước giống nhau và gắn vào có thể nó nhận và không nhận. Có thể nó sai ROM và nó sai công suất. Nên chúng ta ưu tiên đối với dòng đeo 3558 3559 thì chúng ta cần thay đúng của máy để chạy cho tốt và chúng ta không mất thời gian và chúng ta tư vấn khách hàng từ đầu để không bị mất thời gian vâng à, cảm ơn các bạn đã dành thời gian th theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau à, chúc các bạn thành công với bài học khối pin và những cái lỗi thường gặp này để chúng ta áp dụng việc sửa chữa xin cảm ơn